chú có thể dạy con cho con hát bia một chút. Hát bia làm cái gì? Dạ để con viết nhật ký. Trời ơi, ông mới có 6 tuổi mà ông còn viết nhật ký thì trời. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, chốt xong chưa? 27, 100. Hay quá, chơi bắt trốn, ngã tủ luôn. Nhìn cái tướng bự 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 là biết là tinh tinh rồi. Tròn tròn nữa. Ai bị bắt là bị đánh tối bụi nha. Nè, nè, nè. Đó, đó, hay chưa. Trốn quá trốn rồi. Tròn tròn nhỏ nhỏ. Em, tinh tinh bị bắt đây nè. Nhanh lên, nhanh lên. Đánh tối bụi đi. Con hát bia một chút. Hát bia làm cái gì? Dạ để con viết nhật ký.
Trời ơi, ổng mới có 6 tuổi mà ổng rồi viết nhật ký thì trời. Mà nếu viết nhật ký thì viết gì nói tôi nghe coi. Dạ, con viết nhật ký xong là sẽ cho con cái con coi. Cho con của con á hả? Rồi sao nữa, nói chú nghe tiếp đi. Chú mà nghe nhật ký nó viết là chú cười bể bụng luôn á. Lăn chục vòng của chú mắc cười lắm, chú nghe chú. Lên kể, lên kể cho chú nghe. Má, má, bây giờ con nói sao? Nghe nhật ký nó lăn vòng vòng hả? Dạ. Để con lăn chút nha. Chú để chú nghe xong rồi chú lăn chú. Trời ơi, ông ba lớn mà ông kêu giùm mấy đi sao này cho con. Thôi thôi, em kể đi chú, để chú lăn nữa chứ. Nói cho con nghe, cái dự định tương lai. Em 6 tuổi. Dạ, 6 tuổi. Em 6 tuổi, con học lớp 1. 18 tuổi, con học lớp 12. Ừ, sau đó con là bác sĩ tầm 27 tuổi. Và sau đó con sẽ có bồ. À, có bồ rễ vậy? Bác sĩ cũng có bồ hả? Dạ, tại vì đàn ông có sự nghiệp chứ. Wow, đúng rồi, đàn ông phải có sự nghiệp làm đầu. Nói tiếp chú nghe. Sao nữa? Dạ, con sẽ có bồ yêu nhau tầm 4 năm. Dạ, sẽ gặp cô vợ cao mắt. Quen với bồ 4 năm rồi dắt về cho ba mẹ con mắt. À, năm 30 tuổi con sẽ mua nhà cho con mà để con ở. Ồ, nghĩa là 30 tuổi là bây giờ con 6 còn 20 mấy năm. Vậy là bà chú có thể ăn đám cưới của con được rồi. Ủa mà con sợ nữa, lúc đó chú không ăn đám cưới được đâu. Sao vậy con? Con thấy chú xài ba kem trộn không quá chất không mà dễ đi sớm lắm. Dạ. Ủa, sao má anh không nói với em? Vậy em làm gì vậy? Em làm gì vậy? Để em sửa nhật ký lại. Sửa lại gì? Sửa lại làm gì? Rồi nè, tôi còn sống lâu lắm, tôi sẽ ở đây, tôi ăn đám cưới mấy người, thì đám cưới con mấy người nữa biết chưa? Sửa nhật ký lại đi, chú không có chết sớm gì đâu, hiểu chưa? Không có chiếc nhật ký gì hết, bây giờ lên ngủ cho tôi, tại vì con nít mà thức khuya, thì sẽ gặp một cái sự không hay. Cái gì không hay vậy chú? Họ kẻ có ông má đi. Ông tới, ông thăm chiếc. Leo lên ngủ đi. À, cái giường em bên kia thông qua đi. À, con biết ông ba bị là ông gì không? Quên đi. Con biết ông ba bị không? Ông lên à. Ông ba bị là một ông gọi là ba bị. Ông cái tay đứa nhỏ nào mà lén lỏi vô nha. Rồi mọi chuyện gì sẽ đến, nó sẽ đến. Ngủ đi.